Nào tình hình to nhỏ chưa? Cho anh em nó hội ý đi, xong lỗ thì lát nữa lại quay. Cho anh em nó cứ bung xòe hết đi. Tranh thủ đang quay con này này, rất già này, rất khô. Và con này thì được cái định hình tay cành là sẵn xong hết rồi. Đến cái quả cổ ngọn cũng lên xong rồi. Thoải mái anh em thì ngại gì. Cô này của em thôi. 89. À, gần nhà anh Tiến chịu này. Tiến cái gì mô tô gì? Đây là mô tô đúng. Con này thì cũng có dữ liệu xong hết rồi. Con này nếu mà để thì rất nhanh xong cây. Bây giờ anh em cũng có những cái định hướng là đi xem cây, là phải cây phải sắp xong thì nó mới nhanh. Giờ về một cái phôi cốt không thì quá lâu. Thế nhưng mà những cây hòm hòm những cái này là rất già, rất khô, đỏ au. Đấy, nuôi canh thử. Đúng, cái này phải nuôi to thêm mới được cắt. Lở ra, lôi hẳn. Giả lắm. Anh em nào mà thích những cái đồ mà nó cứ hiền hiền mà nó cơ bản thì đây, nó đây. Không phải là quái lắm. Nhưng cũng có tùy những cái anh em. Có những anh em thích đồ nó phải thật quái, nhưng có những anh em lại thích đồ nó phải có những cái nét gì nó về phong thủy nó phải cơ bản một tí. Thì nó do cái sở thích của mỗi gu chơi của anh em. Nhìn những cây nó chân phương như thế này thôi, nhưng mà khi nó xong bong bóng càng chơi càng ngắm càng phê các bạn. Và những cây nó quái thì đôi khi cái cảm xúc nó nhìn ban đầu rất rất phê, rất sốc. Thế nhưng mà nhìn mãi về sau thì có những cái nó lại khác đi. Đây, lại tiếp tục ra đây mà ngắm những cái đồ quý canh điển. Đấy, những cái báu vật của em Ngọc đây. Hôm nay lọc toàn bộ chi giam ra được ngắm luôn. Đó thực sự là đúng thời điểm để review tác phẩm này cho các bạn xem bông răm. Chủ ơi, đúng là khi nọc ra toàn bộ được này là được phơi nắng, nhìn độ già sướng không? Kinh khủng khiếp. Bên này thì nhìn cái bộ chân móng của nó thì quá kinh điển. Nhưng nhìn thân pháp bên kia thì lại phê hơn rất nhiều. Và đó là cây chơi khai mặt. Gần như là những cây đẹp giờ để chơi tứ diện. Em Ngọc thì em vẫn giữ nguyên được cái bông răm của nó, vẫn chưa thấy xử lý nhiều. Đây cái bộ bông răm này vẫn nguyên lối cổ, nó phi ngược lên. Bây giờ còn muốn vít nó ra để cho nó chăn bông xuống. Đây, nó phải chăn như cái bông này này. Đấy, nó chăn xong nó vông lên là mới đẹp. Có những cái chỗ bông. Vừa tư vấn cho em Ngọc là có thể là nhờ một số anh em thợ chuyên làm những cây cổ, cây xanh. Thì phải xử lý lại bông bóng cho cái cây này thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hiện tại giờ cái bông trên này nó hơi bị bằng phẳng ở trên. Chưa tách bạch được cái tàn vân. (Cười)
Ngắm kỹ đi xong thì cho về bắc cái gì nhỉ, Quảng Ninh nhỉ? Hai em? Em Hải Dương ạ. À, Hải Dương à. Ngắm kỹ đi cho chứng mẹ ok về Hải Dương. Đó cái gì đấy? Rắn hổ mang không? Đúng rồi, rắn hổ mang đây. À, cái đồ trên, về tí nè. Trên đền mẫu Âu Cơ nó có một cái trụ đá, có một cái năm là có hai con rắn hổ mang. À. Là trên trụ đá đấy. Ừ. Và đây là cái này tự nhiên anh nhá. Tự nó mọc lên. Tự nhiên mọc lên. Không có một cái xe. À, ừ, đây. Nó lại mút đầu nhỉ. Vâng, cơ địa. Ừ. Không, ngày xưa nó cái gì xong cái rễ gì đấy, nó cuộn. Đâu trứng đâu? Đây. Đang đun lu đây nhỉ? Đun lu lên đấy. Trứng nhiên đấy cả cái bọc này. Quả trứng nó quả trứng to đây. Trứng này mới để ra 100 con này. 50 lên rừng, 50 xuống biển đây. Hôm nay mình phát hiện ra Ngọc mới giới thiệu mới biết là cái đồ con mang xa này. Nhưng mà nếu không ai để ý đâu. Đúng không? Tại vì nó chi tiết nó nhỏ đúng không? Ừ. Đúng là chủ nhân ngắm đi ngắm lại kỹ đi. Soi. Đặt tên là trứng mẹ ông cơ. Ừ. Chứ có chủ nhân ngắm ngày ngắm đêm thì mới phát hiện ra được cái chi tiết nó nhỏ như thế. Mình bình thường cái hình tượng thì mình đặt tên cho tác phẩm thôi anh ạ. Còn bình thường hình du khách đến không ai người ta để ý đến những cái nhỏ. Vâng. Soi cũng để ý đến đấy nhưng mà không hình dung ra. Đây có chủ nhân giới thiệu thì mới biết được. Cũng là một cái xanh quê. Ôi, bộ rằm của nó thì như là san hô rồi, cái đây được luyện bộ rằm quá lâu năm rồi. Xem nó là dòng xanh quê gì đây. Nó cũng hơi xuân xoăn lá. Nếu mà nhìn thì loáng thoáng rất giống xanh Nam Điền. Lá rất dày. À, xin chào Cương Chào. Đừng vượng nha. Ok, mới lên này em. Em vừa tới đây sao? Ừ. Anh đến được tiếng rồi. Lá là lại xoăn xoăn hơi giống Nam Điền. Một dòng xanh quê rất lạ. Cũng chưa biết nó là dòng ở nguồn gốc ở đâu rồi. Nhưng mà da thì là rất vàng, vàng như Nam Điền này. Màu da rất vàng và sáng như Nam Điền. Và lá thì cũng có cái xoăn xoăn hơi giống Nam Điền. Đấy, hai cây xanh cổ quê to này và một cây trứng mẹ ô cơ xếp thành một em Ngọc trước hay cứ xếp thành bộ ba đấy. Siêu VIP đây. Như cái này thì bóng bóng của nó thì nó lại chập trùng đấy, thì nó có cái độ sâu của cái cây về tổng bóng. Những cây như thế này nhìn cái bộ thân pháp chân bệ nó quá lâu lắm. Về thời gian 5 tháng phải nói là họ lùi nó bệt bạt hết. Quá kinh điển. Nó như là hóa thạch hết rồi. Đấy, như cái này thì cái về cái bông bóng của nó được sắp xếp nhìn đấy, từ trên xuống dưới nó sâu cây và nó khoe toàn bộ thân pháp. Hello em Tuấn. À, em chào anh nhá. Ồ đấy, đứng cạnh cái cây xanh quê quý này của em Ngọc cái thế nào? Vâng, em thấy là cây này quá tuyệt vời anh ạ. Ừ, Tuấn cảm nhận là tuyệt vời đúng không? Dạ vâng. Tuấn vừa mới lên cùng với đội Cương Trọc à? Em với bạn Cường ạ. Ừ. Tịch, thủng chủ tịch anh ạ. À. Thank you.
Thích cho mất cây không? Nói bé thôi. 10 tỏi. Đạo. Đạo ơi. Sắp triệu đô rồi, sắp triệu đô rồi. Cũng mong nó bán được triệu đô thôi. Ừ. Triệu đô cho để cho coi nó nổi tiếng đúng không? Cho Xanh Quê lên ngôi nổi tiếng. Đúng không? Nó đang bay mất cái gì? Nó bay đang bay mất cái gì đúng không? Nó bay mất cái gì kiểu. Ừ, đó. Đây cái thân chính của nó này, kinh điển này. Nhìn này, mới biết này. Đạo thích cây hơn à? Hầu như cái bóng của nó, cái này thì cái bóng của nó sâu hơn, bóng về bóng bóng tán ấy. Thế thì anh mới đang tư vấn Ngọc là cái cây kia phải vam vít lại bóng bóng kia, ở trên nó đang phẳng. Không đẹp ai cương chọc nó mua. Cương chọc nó là ma cây rồi. Một tay buôn xuyên quốc gia. Đấy, như cái này là so bóng thì nhìn cái nó khác đấy Ngọc ạ. Vâng. Cái cây kia thì anh cảm giác cái bóng bóng nó hơi đang bị đẩy ở trên đúng không? Nét cổ là sâu hơn. Như cái kia anh theo anh nghĩ là phải xử lý lại cái bông bóng là nó sẽ sâu cây đẹp hơn. Đúng không? Hiện tại là đang bị chùm thất lên trên nhỉ? Vâng. To đấy. Hai vợ chồng bạn đứng là còn bé tí thôi ông ấy. Cái này thì nó cây tràn chậu, nó còn nguyên cái chậu này giá trị. Em đi xuống cường đi. Chưa được ngắm. Giờ và Sai Linh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuối video tiếp theo. Đâu, ăn ở quán chứ.